Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin COVID-19 sáng ngày 4 tháng 7. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin diễn biến mới nhất về tình hình dịch bệnh đến từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính từ 6 giờ ngày 16 tháng 4 đến 6 giờ ngày 4 tháng 7, đã 79 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến 6 giờ ngày 4 tháng 7, Việt Nam có tổng cộng 215 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tính từ 18 giờ ngày 3 tháng 7 đến 6 giờ ngày 4 tháng 7, không ghi nhận ca mắc mới. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cách ly là 10.621 người. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 103 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 10.121 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 397 người. Theo thông tin của tiểu ban điều trị, đến thời điểm này đã có 340 trên 355 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 95,8% tổng số ca bệnh. Trong đó, 49 trên 50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi. Hiện chỉ còn bệnh nhân 91 là phi công đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. 15 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế trong tình trạng sức khỏe ổn định. Tiểu ban điều trị cho hay, bệnh nhân 91, nam phi công người Anh, đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã hồi phục toàn diện và được Hội chẩn quốc gia vào sáng hôm qua ngày 3 tháng 7. Hội đồng quyết định bệnh nhân đủ tiêu chuẩn xuất viện an toàn và hồi hương bằng máy bay thương mại, không phải cách ly. Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ phối hợp với đại diện của cơ quan bảo hiểm ủy quyền để làm các thủ tục xuất viện cho bệnh nhân. Vừa rồi là những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh tính đến 6 giờ sáng ngày 4 tháng 7 năm 2020. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin đáng chú ý về dịch bệnh trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, trong đại dịch COVID-19 vừa qua, có rất nhiều những đối tượng đã bị ảnh hưởng bởi dịch. Và không để bỏ sót đối tượng nào thì thực sự là rất khó khăn. Và mới đây thì Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã kiến nghị cho chính phủ cho phép điều chỉnh nghị quyết số 42 để giáo viên trường tư thục, những người mất việc, ngưng việc được nhận tiền hỗ trợ. Lý giải cho đề xuất nói trên, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết việc ban hành nghị quyết 42 và quyết định số 15 nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh nhiều nhất, giảm sâu thu nhập hoặc là mất việc làm để duy trì cuộc sống, tránh hỗ trợ tràn lan nên các tiêu chí điều kiện đặt ra ban đầu chặt chẽ. Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương vừa qua không được hỗ trợ do không thuộc nhóm hoặc không đủ điều kiện. Người lao động làm việc tại đơn vị sự nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và ngoài công lập, hợp tác xã, tổ chức không phải là doanh nghiệp không thuộc đối tượng áp dụng nghị quyết 42 hay 15. Bên cạnh đó, gói 16.000 tỷ đồng dành cho hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn cũng đang khó giải ngân. Nguyên nhân là doanh nghiệp khi lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ phải chứng minh tài chính, khiến họ e ngại ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất và kinh doanh. Vì vậy, doanh nghiệp không chủ động lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho người lao động. Thưa quý vị, từ cuối tháng 4, Chính phủ đã ký quyết định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn rất nhiều đối tượng chưa nhận được tiền từ gói hỗ trợ này vì vướng mắc rất nhiều điều. Chị Nguyễn Thu Hương, giáo viên tại trường Mầm non Mặt Trời Nhỏ, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Vì dịch COVID-19 mà công việc dạy học bị gián đoạn, khiến cho cuộc sống của cô giáo trẻ này gặp nhiều khó khăn. Mới đây, khi nhận tin giáo viên thuộc trường không nằm trong diện được hưởng hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ của chính phủ, khiến chị cũng như các giáo viên khác rất thất vọng và bức xúc. Đến đầu tháng 5 đi làm lại thì có nghe cô hiệu trưởng báo là hồ sơ của trường mình không có được giải quyết. Thì tôi cũng rất là buồn và cũng hơi bức xúc. Không có tiền đó thì chúng tôi phải thắt chặt cuộc sống lại, chi tiêu hợp lý hơn và tiết kiệm nhiều hơn mới có thể là đủ trang trải cuộc sống. Điều đó khiến tôi rất là buồn và hụt hẫng. Tại sao mà những cái trường bạn của tôi kế bên được nhận trợ cấp mà bọn chúng tôi lại không được nhận? Theo tìm hiểu ban đầu, lý do khiến cho hồ sơ nhận hỗ trợ của tất cả giáo viên trong trường không được Ủy ban Nhân dân quận phê duyệt là vì nhà trường đã có trợ cấp hàng tháng cho giáo viên, nhân viên trong thời gian nghỉ việc. Song, nhà trường không đồng tình với lý do đó, bởi việc trợ cấp là do ban giám đốc trường tự quyết, tự chi, không phải là tiền lương. Bên cạnh đó, tất cả giáo viên trong trường đều đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo đúng nghị quyết và đã hoàn thành hồ sơ theo đúng yêu cầu.
Nếu như quận thông báo là không được để cái tiền trợ cấp thì chúng tôi làm hồ sơ đầy đủ, cái này quận không hề thông báo như vậy. Thì nhà trường có trợ cấp thì nhà trường kê khai đầy đủ là có trợ cấp. Tôi cũng có trình bày cái lý do đó cho quận hiểu và có cầu cứu một số người để cho giáo viên và nhân viên của trường tôi được hưởng, nhưng mà hồ sơ của chúng tôi vẫn bị trả lại. Tương tự, trường mầm non Mai Anh cũng lâm vào hoàn cảnh bị đắt này. Vì đồng cảm với cuộc sống khó khăn của người lao động trong mùa dịch, nên nhà trường đã trích một khoản để hỗ trợ sinh hoạt phí tháng 2 cho giáo viên, nhân viên trong trường. Không ai ngờ rằng đó lại là lý do khiến cho cả trường không được nhận gói hỗ trợ từ chính phủ. Giáo viên bị mất đi một cái phần mà được nhà nước hỗ trợ như vậy thì cảm thấy là rất là buồn và cảm thấy rất là tiếc cho các giáo viên, bởi vì thời điểm đó thì vẫn là chỉ mới nghe phong phanh những cái gói hỗ trợ của nhà nước ở trên TV, nên cũng không biết cái gói đó là đến tay mình nó sẽ như thế nào. Cho nên hoàn toàn nhà trường là chỉ vì là xuất phát từ cái mong muốn là được đồng hành và chia sẻ với giáo viên trong khó khăn. Chúng tôi đã có liên hệ với Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân từ chối trả lời với lý do đang chờ câu trả lời của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân đã có văn bản gửi đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, theo đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này đã tiếp nhận văn bản của Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân và sẽ tiến hành tham mưu giải quyết sớm sự việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý về tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra trong nước. Vậy thì 24 giờ qua, tình hình dịch bệnh trên thế giới đang diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng đến với phần tin quốc tế. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, ngày 3 tháng 7 vừa qua, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã ca ngợi điều mà ông mô tả là thành công rực rỡ của Triều Tiên trong việc ngăn chặn đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus chủng mới corona COVID-19 gây ra. Tuy nhiên, thì người đứng đầu Triều Tiên cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì cảnh giác tối đa, đặc biệt là trước những đợt bùng phát mới ở các nước láng giềng. Bình luận của lãnh đạo Kim Jong-un được đưa ra tại một cuộc họp của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên hôm 2 tháng 7 để thảo luận về tác động của dịch COVID-19. 6 tháng sau khi Triều Tiên đóng cửa biên giới và cách ly hàng nghìn người, Bình Nhưỡng đã không xác nhận bất kỳ trường hợp nào nhiễm hoặc tử vong do virus SARS-CoV-2. Triều Tiên đã áp đặt các quy tắc nghiêm ngặt bao gồm đóng cửa biên giới và trường học và cách ly diện rộng. Dịch COVID-19 tấn công hầu hết các quốc gia trên thế giới, lây nhiễm ít nhất 10,7 triệu người và cướp đi khoảng 516.000 sinh mạng. Trong đó thì Mỹ hiện là ổ dịch lớn nhất thế giới về số ca nhiễm và thiệt hại do dịch bệnh. Thông tin tiếp theo của bản tin ngày hôm nay, đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang có nguy cơ làm đảo ngược lại những thành quả đạt được trong nỗ lực chấm dứt nạn tảo hôn và hủ tục cắt âm vật đang đe dọa tương lai của hàng triệu trẻ em gái trên toàn thế giới. Đây là một trong những cảnh báo của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc đưa ra mới đây. Theo báo cáo của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, trong thập kỷ tới, thế giới sẽ có thêm 13 triệu trẻ em gái trở thành nạn nhân của nạn tảo hôn và 2 triệu trẻ em gái phải trải qua hủ tục trên, cao hơn con số ước tính đưa ra trước đó. Nguyên nhân là do đại dịch COVID-19 sẽ cản trở các nỗ lực toàn cầu nhằm chấm dứt các vấn nạn này. Tình trạng đói nghèo do dịch COVID-19 cũng là lý do khiến nhiều cha mẹ phải gả chồng sớm cho con. Được biết, mỗi ngày trên thế giới có khoảng 33.000 trẻ em gái bị cưỡng ép kết hôn sớm, thường là với đàn ông hơn tuổi. Trong khi đó, ước tính 1,1 triệu trẻ em gái có nguy cơ phải hứng chịu hủ tục trong năm nay. Báo cáo cũng cho thấy hơn 140 triệu phụ nữ trên thế giới không có cơ hội tận hưởng cuộc sống tươi đẹp do tình trạng lựa chọn giới tính trước khi sinh, hoặc cha mẹ bỏ bê, không chăm sóc con gái do thiên vị con trai, dẫn đến nhiều ca tử vong ở trẻ em gái. Cũng theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, có ít nhất 19 hành vi gây nguy hiểm cho sức khỏe của trẻ em gái vẫn tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có nghi thức tình dục đầy bạo lực, cáo buộc phù thủy, làm nhục, bạo lực liên quan đến tranh chấp của hồi môn, ép ăn theo chế độ tăng cân khắc nghiệt và tập tục kéo dài cổ để làm đẹp. Các hành vi này thường gây ra tác hại lâu dài đối với sức khỏe của trẻ em gái, cản trở khả năng tiếp cận giáo dục và triệt tiêu cơ hội của các em trong tương lai. Khi việc đeo khẩu trang trở thành bắt buộc trong đại dịch, thì mới đây, công ty khởi nghiệp Donut Robotics của Nhật Bản đã phát triển một loại khẩu trang thông minh có kết nối điện thoại và dịch từ tiếng Nhật sang 8 ngôn ngữ khác nhau. Dự kiến vào tháng 9 tới, loại khẩu trang thông minh này sẽ được tung ra trên thị trường trong nước. Chiếc khẩu trang thông minh có màu trắng,
cùng kích cỡ với khẩu trang tiêu chuẩn. Nó có khả năng kết nối với điện thoại di động và máy tính bảng thông qua Bluetooth để chuyển lời nói thành tin nhắn văn bản, thực hiện cuộc gọi và khuếch đại giọng nói của người đeo. Chúng tôi đã làm việc vất vả nhiều năm để phát triển một con robot, và chúng tôi đã dùng công nghệ đó để tạo ra sản phẩm đáp ứng với cách mà virus corona đã định hình xã hội. Các kỹ sư của Donut Robotics đã nảy ra ý tưởng cho chiếc khẩu trang thông minh trong lúc đang tìm kiếm một sản phẩm giúp công ty sống sót qua đại dịch. Donut Robotics đã chế tạo nguyên mẫu chiếc khẩu trang trong vòng một tháng bằng cách kết hợp phần mềm dịch thuật của công ty và thiết kế khẩu trang do kỹ sư Shunsuke Fujibayashi tạo ra từ 4 năm trước. Donut Robotics đã huy động được 28 triệu yên, tương đương 260.000 đô la Mỹ, để phát triển chiếc khẩu trang này bằng cách bán cổ phiếu công ty thông qua trang web gây quỹ cộng đồng ở Nhật là Fundino. Khoảng 5.000 chiếc khẩu trang đầu tiên của Donut Robotics sẽ đến tay người tiêu dùng Nhật Bản bắt đầu từ tháng 9 tới. Công ty đang tìm cách tiếp cận thị trường Trung Quốc, Mỹ và châu Âu. Với mức giá khoảng 40 đô la Mỹ một chiếc khẩu trang, Donut Robotics đang nhắm đến thị trường mới. Mục tiêu của công ty là tạo doanh thu từ dịch vụ thuê bao trên ứng dụng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dịch COVID-19 ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.